Khánh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn ơi, bữa nay là Khánh không có đi chợ, Khánh đang để một người chị bán hàng hóa mà kiểu như bán dọc đường để cho người dân, người ta có ở nhà mà kẹt công chuyện, người ta đi chợ không được á thì ta ra ta mua. Thì hôm nay là Khánh đang để chị chạy ngang để Khánh mua một số rau cải và một cục thịt heo. Thì hôm nay là Khánh đang định là làm cái món là lâu quá mà Khánh chưa có làm lại, đó là kho quẹt tép mỡ. Thì Khánh sẽ đợi mua một cục ba gọi, rồi mua rau củ quả, rồi để mà mình luộc lên mình chấm với lại kho quẹt mình ăn cơm. Còn bữa nay hôm qua chỉ lại sớm lắm, sao hôm nay chị lại trễ dữ vậy nè chị tới à. Bây giờ Khánh lấy nón ra. Chị ơi, chị chào chị. Ăn gì? Có thịt heo kìa. Kìa, nửa cái bún đậu nè. Dạ. Dạ. Này thịt đùi, còn này là ba gọi nè. Ba gọi nha. Dạ. Ba gọi. Ép dăm mình. Ở dưới quê thấy cả nhà thấy đó, mấy chị đi bán dọc đường chứ đủ hết trơn. À, tép, có cá biển, con chiên gì đầy đủ hết. Rồi gọi bán cho em cái bông cải này đi. Cái này em ăn kho quẹt. Kho quẹt tép mỡ. Cái này thắng rồi. Dạ. Còn sáng. Đây là chép bầu. Đây em té bầu rồi chị. Này không có chạy chợ rồi để đón chị từ giờ luôn. Dạ, dạ. Đây là cái nhà, đây là có dưa nữa nè, dưa cải ngọt, cái này về rau găm, có mắm nè. Khổ qua đâu chị? Khổ qua đây nè. Cái em bịch này luôn. Chiều em kiếm cá em dò khổ qua cái bịch động luôn. Cái chút thì gặn để dành ăn, thì khi cái đâu phải lúc nào chị cũng chạy ngang nè. Nhiêu đây chắc đủ ăn rồi cả nhà ơi, nhiêu đây chắc đủ ăn rồi cả nhà ơi, mình ăn sáng ăn chiều luôn. Cục phải gọi lấy anh bịch cá này nữa. Cá này cá bạc má hay cá nục chị? Nục. Dạ. Có bao bánh 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 này ăn sáng rồi. Dạ, có bao bánh mì đó. Lấy bao bánh mì luôn. Giờ trước khi mình làm đồ ăn mình ăn sáng chứ cái nó bụng rồi. Tiền á chị, đây khỏi đi chợ này, cái này là 56, cái này 12 nữa, 68, này 20 nè, 88 lấy cái bầu này 5 thôi, 93, này 30, 123, 153, một đống đồ luôn như thế này là 150.000 ở dưới quê nghe cô chú anh chị bạn. Rồi xe tới luôn. Đồ ăn quá trời hả? Dạ. $153,000. Giờ là em ăn được nguyên ngày nay đó. Tặng cho tép hành luôn. Tặng cho tép hành luôn. Như đây là em ăn nguyên ngày nè. Rồi có cá có. Yeah.
còn 10 ngàn này đấy. Còn bí luôn. Còn 10 ngàn nữa luôn. Lấy được canh rồi. 25. Ở nhà coi là bông bí 10 ngàn bằng vô đây nè. Chị đi lấy bán, tuy là bán dọc đường buổi sáng như thế này với rất là rẻ luôn. Có 10 ngàn một đống bông luôn. Nguyên bịch chanh để dành mình làm được mắm. Rồi chúc chị mua bay bán đắt nha. Dạ. Có gì muốn em ghé. Dạ, có gì. Nói chị nữa. Ủng hộ nha. Dạ. Rồi. Cái hết rồi. Dạ hết rồi. Dạ có nửa cái thịt với lại mấy cái cá lại tép hả? Rồi thôi em cảm ơn chị nha, vô nha. Dạ. Chưa được 200 ngàn, chưa tới 200 ngàn, 100 thêm nãy thì 10 ngàn, 163 ngàn, với lại bịch chanh là 168 ngàn, 168 ngàn một đống đồ luôn. Ăn nguyên một ngày luôn. Thôi giờ vô chế biến thôi cả nhà. Em ở em coi rửa thủ qua với lại cái bông cải rồi em sát chụp anh nha. Sắt cái cục thịt này ra để mình thắng thôi. Này là ba gọi. Giờ mình lấy da luôn. Mình sắt vậy chắc không ngon, mình sắt hột lựu đi. Sắt hột lựu cho nó dễ. Sắt vậy nó dày dày cho mình sắt hột lựu. Giờ mình đi thắng thôi. Cho thịt vào mình cháy thôi. Thắng vậy. Hồi tôi động nó ra mỡ rồi. Thì cái ba gọi này nó cũng có mỡ rất là nhiều. Cho 8 muỗng nước mắm. 1 muỗng. 2 muỗng. 3 muỗng. 4 muỗng, 5, 6, 7, 8 muỗng. Đường mình sẽ cho 4 muỗng, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng. Và nước mình cũng sẽ cho 4 muỗng luôn. 1, 2, 3, 4. Mình để cho nó tan đều cái đường với lại nước mắm nè, cho nó tan ra hết luôn. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ sắc hành, sắc củ hành. Ra mỡ. Ba gọi cũng đã già cả nhà. Khăn dữ lắm rồi, giờ mình vớt ra. Phi hành. Giờ mình sẽ cho cái nước mắm hồi nãy mình pha cho vào.
này không có tôm khô, bởi vậy mình chỉ có ba gọi thôi, thì mình bỏ ba gọi vào, có lẽ mình bỏ tôm khô trước, mình cháy chung với lại hành luôn. Mà tôm khô giờ hiếm quá, không có tiền mua. Bây giờ mình sẽ cho tiêu vào, sau đó mình sẽ cho mấy cái miếng khác ớt vào, cộng nhiều lên. Bây giờ mình chỉ đợi cho nó kẹo kẹo lại, cái mình bỏ hành vô nữa là hoàn thành. Cho hành vào rồi cái mình dắt xuống mình luộc rau củ quả thôi. Quá thơm. Dạ, nước xoài giờ mình luộc rau cả nhà. Em có bỏ muối vô chưa? Đúng rồi. Bỏ miếng bột lọc. Mình không biết. Thế anh mua không biết đâu, ngon với anh. Cái chị mà bán hàng ngày nè. Ngon quá trời. Mình xoay đột dạ là mình nhớ ra được rồi. Rồi, rau ngon quá trời. Sau đó sẵn nước rồi mình luộc này luôn. Nóng vào đây nắp lại. Giờ không biết cái chín này mình vớt luôn. Con cải. Con cải chứ, em nói lộn cả nhà. Em nói lộn. Con ba con cải. Ngon quá. Còn có ba tay hồi sớm mà đắng á, mình luộc sao cùng. Cô chú anh chị và bạn ơi, món kho quẹt cũng đã hoàn thành. Rau củ quả thì cũng đã luộc rồi. Mời cô chú anh chị và bạn dùng cơm với đây hai vợ chồng Khánh nha. Em mà cái nhà ăn cơm. Thật quá. Con Bí nhìn thấy con Bí thấy thèm quá. Con Bí này là mình nấu canh cũng ngon, mà mình hầm cũng ngon, mà mình luộc, mình chấm với lại kho quẹt cũng ngon. Kho quẹt này nãy mà Khánh có cho thêm một chút xíu cà non nha cả nhà. À, nãy quên. Quên quên. Thơm. Quá đắng. Cái này đắng cho mát. Đây, con cải. Con cải ngọt quá em. Con Bí này cũng ngọt quá. Bí sao con Bí nó ngọt hả? Em luộc ai vậy? Em bỏ vô chút xíu muối á. Dạ.
Hàng chi. Thôi sao bỏ muối mình nó ngọt, nó mặn mà nó ngọt. Nó có không ngọt mà không có không mặn hả? Có bỏ bột ngọt không? Không. Giờ mình luộc mình bỏ bột ngọt ngay mình đình sao ăn? Ăn cơm xong chạy ra bè thăm mấy quỳ cho em ơi. Giờ cũng còn sớm mà. Em biết sao không, sáng mua đồ rất là sớm nhưng mà tại vì ăn ở cái ổ bánh mì á, sáng Khánh mua ba ổ bánh mì cái tới trưa luôn, tới trưa đói nữa rồi lo coi mấy anh em phụ mấy anh em làm cái lau hông trong phòng á, rồi bởi vậy giờ này mới ăn cơm, giống như ăn cơm chiều luôn rồi đó, nhưng mà giờ này mới có 1:30 à. Cái hôm qua em thấy người ta nhà mình đang sống á. Ăn sống là biết sao ăn sống được không? Hôm qua này mà muốn ăn sống á, mình sắc mỏng. Sắc mỏng xong rồi em biết sao không? Em bỏ vô dĩa vậy nè, cái em lấy đá em bỏ vô. Ăn nó rất là giòn mà ngon, nó không có đắng gì cho mấy, nó nhẵn thôi. Hôm qua này ăn vậy ngon lắm á, giòn. Không, tại em thấy người ta ăn nguyên trái, tại cả nguyên trái tao cắn luôn á. Ai ăn nguyên trái nổi hay à. Tại không đi chợ, phải có đi chợ mua tôm khô á. Mình bỏ vô thêm nữa nó ngon. Tại này á nãy anh bỏ hết cục thịt bây giờ nó bị đặc nè, nó phải nó sạch sạch chút xíu nó mới ngon. Người ta dùng có 300g thịt à, anh thấy cục thịt nửa ký thấy nó nhỏ quá. Rồi xong rồi cái thắng mà đáng lẽ mà nếu như mà mỡ á với ba gọi á thì nó teo dữ lắm, còn thịt nó teo không được nhiều chân, bởi vậy nó không được sạch cho mấy. Bữa nay nói chung là ăn cũng tạm thôi chứ cũng chưa được gì ngon cho mấy đâu em ơi. Ngó còn làm lại cho em ăn nha. Ừ, không như mà em thấy ngon mà. Tạm tạm ăn cũng được. Ăn thì được á. Nhưng mà nó không được ngon cho mấy. Nếu như nó sạch chút xíu nữa. Em gấp lên mà nó kéo chỉ á. Em chấm vô cái nó dính vô cái trong cái chẳng hạn như cái bông nè. Hạn bông nè, thấy không? Em chấm vô mà sao mà em dở lên nó có chỉ á. Là cái đó nó mới kẹo vậy mới ngon, còn như cái này là nướng không à. Tính ra anh ăn ớt cay giỏi em hả? Giỏi không? Chấp nhận. Em ăn nguyên trái, cầm nguyên trái em cắn luôn. Hay, giỏi. Em thử rồi, em thử rồi. Nha. Em thử miếng ớt rồi, cho miếng nữa nè. Em thử rồi. Không biết miếng cho rồi, nó giỏi rồi giờ đó cao không cái thằng trong này nó không có cay bất hiểm đâu, anh thấy nó cay không chết là anh ăn cay dở. Mình đang tranh thủ về ngoài em mà vậy rồi tối mình về nhà vậy bé Quỳnh. Quá ngon quá. Ừ.
bữa nào anh làm lại cho nó sạch sạch chút xíu nữa ăn ngon hơn nữa. Thiệt. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay là một bữa ăn rất là ngon. Thật sự ra là lâu lắm rồi mới ăn khâu quẹt lại đó. Ngon lắm. Mà nếu như mình nó sạch chút xíu nữa ngon hơn nữa. Khánh rất mong cả nhà xem video ủng hộ cho Khánh, chia sẻ giúp cho Khánh một ngày phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà nghe. Bye bye.